trên mạng xã hội đang chia sẻ những hình ảnh về một chiếc taxi bị xe bồn lật trúng. Sự việc xảy đến ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Chiếc taxi đã bẹp dí, hư hại cực kỳ nặng. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy đến khi chỉ riêng khu vực ghế lái là nguyên vẹn, không bị ảnh hưởng chút nào. Tài xế taxi ngay sau đó đã ra ngoài mà không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Tài xế taxi sau khi thoát nạn. Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng. Đúng là một sự thoát chết thần kỳ. Theo những người chứng kiến thì phải 10 phút sau khi sự việc xảy ra, tài xế taxi mới hoàn hồn được. Ngay sau khi những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, dân mạng đã suýt xoa với sự may mắn của tài xế taxi. May mà ghế lái ở Việt Nam ở bên trái nhé, mình chỉ nhìn thôi mà cũng thấy sợ hãi hộ. Trong trường hợp đó chắc ai chứng kiến cũng chết khiếp mất. Tự nhiên thấy cả quả núi vào ai mà chẳng sợ, đúng là tài xế may mắn quá, một dân mạng bình luận.